thích tư thế nào nhất nhỉ? À, tư thế hả? Tại vì mỗi tư thế đều thích. Vậy thì những tư thế nào là những tư thế thích nhất? Mimi. À, tư thế à? Ui, chưa biết tư thế nào nhỉ? Nói chung là có thử rất là nhiều tư thế, nhưng mà nếu nói tư thế thích nhất là chưa bao tường. Chưa bao tường. Tết Valentine vừa rồi, anh tặng gì cho Hà vậy? À thì Valentine thì tặng cho mình một bó hoa cũng rất là xinh. Wow. Ngoài ra thì anh bảo anh còn tặng cho em nhiều lắm, đêm rồi sẽ biết. Really nigga? À, đêm rồi sẽ biết, có thể bật mấy lần đêm làm cái gì mà nhiều không? Đêm thì bình thường, hai thì hôm đó lên tới ba và gần như là bốn. Oh my god! Có bạn trai chưa? Dạ rồi ạ. À, dạ rồi ạ. Mình đã quen nhau bao lâu rồi? Dạ một năm, một hai tháng rồi chị. Bạn có bao giờ đụng chạm lên cơ thể của anh hay không? Chắc ôm thôi chị. Thường tay bạn ôm mà bạn hay đặt tay ở đâu? Ở bụng với ở ngực. Bụng với ở ngực. Vậy bạn có thích cắn hay sờ tim bạn trai? Anh thích sờ thôi chứ chưa có cắn. Mình thấy là hầu như các bạn nữ nào đều thích cái cảm giác đấy. Tại sao vậy ta? Chắc là do bạn trai em hiền quá nên thích em sờ thôi chứ không thích em bạo lực. Có bao giờ sờ chỗ dưới một chút không? Dưới là ở đâu chị? Dưới phần eo. Mimi. Dạ chưa. Vòng 3 nha, đừng có Dạ có sờ mông. Sờ mông là mình nắng bóp này kia các kiểu hả hay sao? Bớt một phát thôi chị. Bớt một phát thôi chị. Bớt phá con cái. Vâng, anh đã có bạn trai chưa? Tất nhiên là có rồi. Hiện tại mình đang có đúng không? Ừ, hiện tại là đang có, nhưng tuy nhiên là anh này thì cũng không quen. Trước đó mình đã có bao nhiêu người bạn trai rồi? Đây thì mình sẽ có khoảng 5 bạn. 5 bạn. Vậy thì người một trong 5 bạn đấy, người nào là người mình trao đầu tiên? Tất nhiên là người đầu tiên của mình. À, người đầu tiên là người mình trao luôn đúng không? Vậy thì trong tất cả các mối tình hiện tại của bạn thì đâu là mối tình mà bạn nhớ nhất? Thực ra là mối tình với lại một bạn người nước ngoài. Nope. À, người nước ngoài. Người nước gì vậy ta? Malaysia. Anh ấy body thế nào? Khá ổn. Sáu muối là sáu muối. À, sáu muối thì nói không phải là sáu muối nhưng mà kiểu có cơ. Thân hình cũng kiểu khỏe mạnh. Cơ thì không phải được sáu muối đâu nhưng mà cũng săn chắc đấy. Chắc là gọi là có cơ đấy. Vậy thì bạn thấy sinh lý hay sao? Tại vì theo mình nghe nha, những người con trai mà sinh lý mạnh thì thường thường là bụng mỡ, mà con trai sinh lý yếu thì thường thường là sáu múi. Thì người Malaysia đấy của bạn nó như thế nào ta? Mình nghĩ là chắc vừa đủ với mình. Vừa đủ với bạn là sao? Bạn có thể nói qua được không? Bao lâu vào mà đủ? Thực ra thì lúc đấy mình cũng không nhớ. Nó chắc tầm khoảng 20 tiếng rồi em. Hà năm nay 26 tuổi, đã có bạn trai chưa? Có rồi ạ. Có rồi á? Cái này thì chắc là nhiều anh tiếc lắm đây. Vậy thì không biết người bạn trai của Hà là 6 múi hay 1 múi vậy ta? 6 múi nhân 1. 6 múi là 1 là 1 múi đúng không? Người ta hay nói là con trai 1 múi thì sinh lý nó rất là gọi là mạnh. Mimi. Không biết là bạn trai Hà có mạnh không? Theo đúng khả năng của Hà nhận xét thì rất là mạnh. Rất là mạnh. Như thế nào ta? Mạnh đối với Hà là như thế nào? Nó bao lâu? Mình đối với người với Hà ấy, thế là cảm giác vừa đủ cho bản thân, tức là đến lúc mà mình cảm giác mệt bên kia mới dừng. Vậy thì mình kéo dài bao lâu vậy? Ui, nó lâu quá, không có nhớ là bao nhiêu phút luôn. Tại vì thực ra nó rất là lâu. Ước chừng được không hả? Chắc cũng phải trên 5 phút. Vãi cả nồi. Nhìn vào người con trai làm sao bạn biết được anh ta như thế nào? Giống như kiểu là sinh lý mạnh hay sinh lý yếu, cong hay thẳng này kia chẳng hạn vậy? Cái đó thì mình phải thử chị. Thử bằng cách nào? Soạt chẳng hạn. Soạt chẳng hạn. Cứ là mình phải soạt còn lại là mình không có bí quyết gì à? Mimi. Dạ không chị. Do người nhìn vào là thấy mông căng là chắc là sinh lý rồi chẳng hạn, vậy mình không có bí quyết gì hết à? Cái đó em không biết nữa chị. À không biết đúng không ạ? Vậy bạn có bạn thân là hội con gái không? Dạ có. Có. Vậy thì các bạn sẽ hay nói chuyện gì với nhau? Hay tám gì với nhau? Bồ bịch rồi chuyện sân si trên đời. Son phấn các kiểu. À, bồ bịch thì mình thường hay nói gì? Thằng bồ tao nó như thế nào, hay là sinh lý như thế nào, hay là sao? Hay kể bạn em muốn ăn bồ nó lắm nên nó hay kể. Tao không ngờ là mày chơi lầy đến vậy. Mình thích người con trai dịu dàng hay người con trai bạo lực? Trong sự chăn gối. À, trong sự chăn gối à?
không dịu dàng, không bạo lực, nhưng mà kiểu hơi mạnh mẽ, tức là phải mạnh mẽ một chút xíu. Vậy thì người con trai như thế nào gọi là mạnh mẽ ta? Là cuồng nhiệt trong lúc làm cái đấy. À, cuồng nhiệt trong lúc làm cái đấy. Còn gì nữa? Bạn có thích màn dạo đầu trước khi mà vào không? Có. Cái màn dạo đầu của bạn trai bạn thường là bạn trai bạn sẽ làm gì kích thích bạn? Mimi. Tất nhiên là hôn này. Hôn. Xong rồi... Hôn trướng hay gì không? Cái hôn đi xuống thôi. Cái hôn đi xuống thôi. Rồi, hai bạn thường hôn nhau những kiểu nào vậy? Hôn kiểu nào là sao nhỉ? Hôn môi những này. Hôn môi. Hôn môi này. Hôn cổ này. Bạn trai bạn hôn trên cơ thể bạn không? Cũng có. Thật sự là hôn ở đâu vậy? Hôn cổ, hôn ngực này, hôn bụng này. Vòng ba. Vòng ba thì cũng có. Chỗ dây cảm thì sao? Cũng có. Nice. Nếu vậy thì bạn có hôn vào những đâu trên cơ thể anh ấy? Mình thích nhất là hôn lên cổ với lại ngực. Bạn thích đầu ti của anh không? Thực ra thì mình thích đầu ti của tất cả mọi người. Anh yêu em. Hà thích Hà là người chủ động hay anh ấy là người chủ động? Tức là bản tính của mình đó, thì thích anh chủ động cho mình hơn. Tức là anh chủ động xong rồi mình phải bắt đầu là lên trên mây rồi bắt đầu mình phải chủ động lại. Chứ chưa bao giờ chủ động trước. Nope. Hà thích tư thế nào nhất nhỉ? Tư thế hả? Tại vì mỗi tư thế đều thích. Vậy thì những tư thế nào là những tư thế thích nhất? Mimi. Tư thế à? Ui, chưa biết tư thế nào nhỉ? Nói chung là có thử rất là nhiều tư thế, nhưng mà nếu nói tư thế thích nhất là dựa vào tường. Dựa vào tường. Tết Valentine vừa rồi, anh tặng gì cho Hà vậy? Thì Valentine thì tặng cho mình một bó hoa cũng rất là xinh. Wow. Ngoài ra thì anh bảo anh còn tặng cho em nhiều lắm, đêm rồi sẽ biết. Really nigga? Đêm rồi sẽ biết, có thể bật mấy lần đêm làm cái gì mà nhiều không? Đêm thì bình thường, hai thì hôm đó lên tới ba và gần như là bốn. Vậy là Hà đã đủ thỏa mãn chưa? Dư sức thỏa mãn. Vậy Hà tặng gì lại cho anh ấy nhỉ? Thì bình thường mình không chủ động, nhưng mà bây giờ là mình chủ động nên gọi là tặng lại. Bạn nghĩ là quen nhau bao lâu thì có thể soạc? Em nó không quy định vào thời gian, nhưng mà quan trọng là vào hai người muốn hay là thời gian thích hợp thôi. Chính xác là hình như là như vậy. Con trai nó có một cái người ta gọi là quay tay, thì con gái mới là có cái gì? Thủ dâm. Dạ. Đúng rồi. Vậy cái quay tay và cái thủ dâm nó khác nhau chỗ nào ta? Cái đó thì nói sao nhỉ? Nhưng mà em nghĩ chắc là quay tay thì chắc là tự anh làm, còn thủ dâm thì chắc dùng một cái gì đó để làm, anh nghĩ vậy thôi. Quay tay là của con trai, thủ dâm là của con gái. Dạ. Vậy thì cái quay tay và cái thủ dâm nó giống nhau ở điểm nào? Chắc là để làm thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Ủa thế à? Bây giờ mình hỏi nha, có bao giờ bạn thủ dâm chưa? Em chưa vậy. Chưa. Vậy sao nhỉ? Chứ mình chưa từng có cái cảm giác mà, chứ những cái lúc mà mình bị rạo rực thì sao? Mình làm gì cho nó bớt lại, nó kìm hãm lại? Rạo rực như nào vậy? Những lúc ấy tự dưng mình coi phim hay là mình thấy mình bị kích thích chẳng hạn vậy thì sao? Em không biết làm gì cả. Dạ. Làm gì không? Em không có nhờ bạn trai cũng chẳng làm gì hết, không thủ dâm luôn. Dạ không. Con trai thì nó có cái gọi là quay tay. Mimi. Con gái thì nó sẽ có cái gì? Cái gì? Con trai thì nó quay tay, con gái là gọi là gì? Tự sướng, đúng rồi. Vậy Vân Anh có từng tự sướng chưa? Cũng có. Đúng rồi. Đúng rồi. Cũng có. Đúng rồi. Vậy thì tại sao lại phải tự sướng ta? Thế lúc đấy là do không có bạn trai hay là do mình ưa vậy? Sao nhỉ? Kiểu mỗi... Mimi. Tại vì tự dưng mình có hứng và không có bạn trai trong đấy nên mình tự sướng luôn. Mình nghĩ tất nhiên là mình phải nghĩ đến bạn trai của mình, thì mình phải nghĩ đến bạn trai của mình rồi. Hai bạn có tính kỷ niệm đâu, sắp sửa là bạn một gần một năm đúng không? Thì một năm, đúng một năm thì các bạn có kỷ niệm gì không? Mình dự định sẽ đi du lịch bởi vì mình thích lên Đà Lạt, cái cảm giác nó ấm quá kìa. Tức là lên xong rồi lên nóng, tức là trên đó nó hơi lên, xong đó mình cái phòng nó ấm, nó cảm giác muốn gần nhau lắm, nên là mình sẽ kỷ niệm ở trên đó. Mình kỷ niệm trên đó thì mình có
bắt đầu suy nghĩ vấn đề là mình sẽ phải mua những thứ gì, chuẩn bị những thứ gì để bắt đầu kỷ niệm không? Là mình sẽ chuẩn bị trang phục của mình. Trang phục đúng rồi. Để thay đổi, tức là thay đổi hơn ngày thường. Trang phục ý của bạn muốn nói là đồ lót nó sẽ như thế nào? Hay là mình sẽ cosplay? Không, mình thay đổi đồ trống thôi. Tại vì mình sẽ sexy hơn bình thường. Sexy hơn bình thường là sao ta? Mình sẽ mặc ren, rồi mỏng hơn. Mimi lọc khe. Rồi có một đoạn mình rất là thích là không đẩy. Không đẩy. Trời ơi, bá đạo. Bạn nghĩ sao về tình một đêm? Tình một đêm á? Nếu như bạn không có vợ, không có người yêu, tức là mình không có những cái gì ràng buộc mình ở trong tình yêu ấy, thì chuyện tình một đêm là chuyện bình thường. Bình thường, số này là bình thường thôi đúng không? Chẳng ví dụ nha, bạn trai của Vân Anh hôm đấy say quá, lỡ qua đêm với một cô gái mà Vân Anh phát hiện, chứ không kể cho Vân Anh nghe, nhưng mà rồi Vân Anh phát hiện ra thì bạn xử lý như thế nào? Thực ra thì sẽ nói chuyện, sẽ nói chuyện xem được là anh ấy bị anh ấy trời người chủ động hay là bị người hay là bị động, thì sau đó sẽ thằng con trai nào cũng nói mình là người bị động hết rồi, anh không biết anh sai thực quá. Ra thì nói thế thảm mai thôi chứ còn chắc là sẽ chấm dứt đấy, tại vì mới quen nhau mà đã thế thì khi mà về chung một nhà không biết nó sẽ như thế nào. Nhân dịp năm mới thì Vân Anh cũng chúc mọi người sức khỏe, bình an, chúc mọi người sớm phát tài phát lộc nhé. Và nếu mà mọi người có yêu quý Vân Anh cũng như là mọi người trong ekip này thì mọi người hãy like, subscribe và ủng hộ tụi mình nhé. Bye bye.